Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125 nâng cấp hết bài với một cái dĩa ngoài siêu đẹp đến từ Baker Việt. Dưới đây là một phiên bản Honda Quay 125 cái đời thứ hai được nhập nguyên bản vào Việt Nam hơn 10 năm trước. Đến với một cái diện mạo hôm nay được nhìn em chia sẻ cũng săn tìm và tân trạng lại theo phong cách khác nhau. Trang bị đầu tiên và đó đến chính là cái cụm thắng Brembo Asset giúp kiểm soát lực phanh nơi dàn chân trước. Cái cụm tay này hiện nay có mức giá khoảng 5 củ, được anh em chia sẻ điều khiển xem những cái món đồ chơi không thể thiếu. Cái sự thân quen tiếp đến là trợ lực Holden hành trình 110mm được kẹp bên hông sườn xe, được cắt khoét chế cháo rất là tinh vi thẩm mỹ. Với cái dàn chân thì chắc chắn không thể thiếu đi một cái chú heo Brembo logo đỏ hai miếng xứng đi cùng để thắng cà phờ, tăng thêm sự hầm hố lực phanh cho xe, và cũng không nhắc về cái niềm nhôm SL đen chữ vàng mà con xe này đang sở hữu, một thương hiệu bút chân được đông đảo anh em chờ cái bánh cầm lựa chuộng. Trang bị phục Holden bằng dầu rời được sản xuất dành riêng cái dòng quay Dream Future với tổng chiều cao là 330m, có phần chân được thiết kế tương tự như zin, không cần chế cháo bất kỳ chi tiết nào. Winner 1/10 độ mạnh mẽ với cặp phanh 2 bit tới xứng, hai thở đến từ Titan. Có thể nói độ xe là một trong những môn nghệ thuật đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền bạc. Điển hình là cái chiếc Winner 1/10 độ dưới đây đến từ Baker Bình Dương. Hàng tá đồ chơi giá trị mâm Rainbow, heo dập Rainbow, đặc biệt hơi thở đầy lực đến từ cái dàn phóng xạ Super R1/10. Khoét cho mình một cái dàn tem phong cách Monster kết hợp cùng với một vài món đồ chơi sang chảnh. Người chủ đổ thêm cái thùng TV để tăng thêm sự tiện ích cho xe. Dàn chân cho nên cứng cáp với heo Rainbow lục lớn 20 đối xứng cùng chiếc phát heo CNC cây dựng Morin. Sẵn hơn được trang bị combo tiêu nhìn chiêu nhẹ, chạm được độ nóng cho phần combo. Bê đặt Rainbow đầy sang chảnh. Hai thở mạnh mẽ, bề ngoài siêu sang chảnh với combo Super R1/10 đời cũ. Ngoài ra còn có chiếu hai dầu Rainbow logo nhỏ 2 bit ở xứng xe ngược. Cái mâm Rainbow 6 cây phiên bản dành riêng cho cái chiếc Winner tăng thêm tính thể thao cho xe. Phủ kiểu bình dầu rời trên nhúng im mái hơn sau một zin của xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.